chào tất cả các bạn. Thì ở cái video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cách sử dụng cái nấm chaga này như thế nào và các bạn nấu cái nấm chaga này như thế nào cho nó hiệu quả. Thì cái đầu tiên các bạn cần đó là một cái bình ấm đun nước siêu tốc. Cái thứ hai nữa là cái ấm trà các bạn chọn, thì các bạn có thể chọn ở đây thì tôi có hai loại ấm trà. Đây là một cái ấm trà của Nhật. Thì ở bên trong nó có một cái lõi lọc như thế này. Nó phải có cái lưới lọc như thế này để khi mà mình bỏ cái nấm chaga vào á, thì những cái vụn, những cái cặn á, thì nó sẽ lắng ở đây. Và cái nước nó sẽ đi xuống dưới đây. Mình bỏ cái cục nấm vào như thế này. Đó, nó sẽ nằm ở như thế này. Lọc lại những cái cặn là cặn của cái nấm đó. Hoặc là đây là một cái bình trà mà tôi đã hãm sẵn cái nấm chaga như thế này. Ở bên trong nó cũng là một cái lưỡi lõi lọc như thế này. Đó, cái nấm chaga của tôi đã rất là đậm. Cái lượng nấm này thì tôi bỏ vô nó tầm khoảng 30g thôi. Mà cái nước này các bạn thấy là rất là sóng sánh và cái màu nâu đậm của cái nấm chaga mà có diệt tính cao nó như thế này. Đó, khi các bạn đổ ra ly đó. Cái màu vàng của nấm chaga lên nổi lên rất là đẹp. Và tôi sẽ thực hiện cái cách hãm trà nấm chaga nhé. Đây là cái bịch nấm chaga mà bên công ty chúng tôi đã chọc sẵn ra như thế này. Thì tôi sẽ bỏ một cái lượng nấm chaga là 30g. Khoảng 30g nấm bỏ vào đây. Ở nhà mình có thể là dùng cái bình nấu hãm trà cũng được, nhưng mà uống theo cái dạng như thế này thì mình sẽ thấy cái màu trà ra rất là thích, rất là đẹp. Thì một cái ấm như thế này nó tầm khoảng, nó chỉ tầm khoảng 300-400 ngàn thôi. Cái cục nấm này bên trong nó là nấm rất là vàng ươm, cực kỳ vàng. Nó sẽ thấy là nước nấm này bắt đầu nó có cái màu vàng này. Mình sẽ tiếp tục hãm lại như thế. Và cái điều đặc biệt của cái nấm chaga này đó là mình dùng khoảng 2 đến 3 lần nước và cái màu của nấm nó vẫn đậm như thế này. Nó ra đậm đen. Đây, cái bình này thì tôi để nãy giờ là cũng khoảng được khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi, cho nên là nó ra màu rất là đậm như thế này. Đó. Màu vàng ươm. Và nó sẽ lọc với cái những cái cặn đi trong quá trình nấu. Những cái người bệnh nhân mà họ đến đây họ mua cái nấm chaga của công ty Moza chúng tôi ấy, thì đa phần họ đều cho những cái kết quả rất là tốt.
có những người thì bị tiểu đường, bị huyết áp cao, có người thì bị ung thư. Sau sau quá trình sử dụng khoảng 1 cân, nửa cân thôi, nửa cân là họ đã bắt đầu cảm nhận là có hiệu quả rồi. Mà có người thậm chí là cũng có thể là hồi lúc đó là cũng hết luôn cả cái bệnh về tiểu đường. Đó là một sự kỳ diệu mà bên công ty chúng tôi cũng không 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 thể nào giải thích được. Đó, đây là cái màu nấm này. Nấm này mới chỉ được mấy phút thôi, còn cái này nó đã qua nửa tiếng là hẳn, và nước nấm đậm như vậy. Nhớ các bạn nhé, mình chỉ xài 30 gram nấm, và những cái nấm này mình dùng đi, những cái nước này mình dùng đi được 2 đến 3 lần thì nó mới hết cho những cái dược chất ở trong cái nấm này. Nếu các bạn có thấy kênh YouTube mình hữu ích thì hãy đăng ký kênh. Xin chào và xin chân thành cảm ơn.